chuỗi lây liên quan salon tóc ở Hà Nội lan ra hai tỉnh khác. Ngoài 10F không được ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Giang và Hải Dương cũng đã ghi nhận các ca bệnh liên quan đến chuỗi lây này. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, đến 17 giờ ngày 26 tháng 10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai ca mắc mới COVID-19, các bệnh nhân là N.T.K, sinh năm 1985 và con là N.T.T, -T, sinh năm 2017. Cả hai trường hợp F không cùng ở tại thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Nguồn lây được xác định là do tiếp xúc với trường hợp F không đờ. T. T có địa chỉ tại tổ 2, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan xà lông tóc nẻ ớt số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, Hà Nội, về Việt Yên ngày 17 tháng 10. Bệnh nhân ca đã tiêm một mũi vaccine ngày 24 tháng 9. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trên địa bàn ghi nhận một ép không có liên quan đến sa lông tóc mẹ ớt, số 36A Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội. Cụ thể trường hợp này là nam giới sinh năm 1995 ở thôn Ngọc Cục, xã Thúc Kháng. Qua điều tra xác định, hồi 20 giờ ngày 21 tháng 10, bệnh nhân đi từ số nhà 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, Hà Nội về nhà tại thôn Ngọc Cục. Từ 8 đến 9 giờ ngày 22 tháng 10, bệnh nhân đưa vợ con đi khám răng. 17 giờ ngày 22 tháng 10, bệnh nhân đến trạm y tế xã khai báo được cán bộ y tế hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến 19 giờ cùng ngày, bệnh nhân nhận được tin người cùng làm tại Hà Nội là F0. Sáng ngày 23 tháng 10, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Bình Giang xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Sau đó anh bờ tự về nhà theo dõi sức khỏe. Ngày 24 tháng 10, anh bờ tự cách ly tại phòng. Sáng ngày 25 tháng 10, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Bình Giang xét nghiệm COVID-19 và khai có tiếp xúc với F0. Bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Bình Giang lấy mẫu xét nghiệm và cách ly. Tối ngày 25 tháng 10, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong đêm ngày 25 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã, Trung tâm Y tế huyện Bình Giang đã đưa các F1 đi cách ly tập trung phun khử khuẩn tiến hành phong tỏa khu dân cư có nhà bệnh nhân trước đó. Trưa ngày 23 tháng 10, Hà Nội ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây, là nhân viên làm tóc tại salon tóc mẹ ớt, số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa. Trường hợp này là một nam thanh niên 29 tuổi. Ngày 19 tháng 10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Đến ngày 22 tháng 10 khám tại Bệnh viện Đống Đa được làm test nhanh dương tính. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định dương tính. Sang ngày 24 tháng 10, hai nhân viên khác cùng làm việc tại salon tóc mẹ ớt cũng được xác định mắc COVID-19. Ngày 25 đến ngày 26 tháng 10, quận Hoàng Mai ghi nhận liên tiếp 7 F0 liên quan salon tóc này tại phường Yên Sở. 1 ca và lĩnh Nam 6 ca. Như vậy, tại Hà Nội, ổ dịch liên quan salon tóc mẹ ớt đã ghi nhận 10F0. Ngoài ra, tại Hải Dương và Bắc Giang cũng đã ghi nhận tổng cộng 3F0 liên quan ổ dịch này.